Chào các bạn. Các bạn có biết thế nào là rút một phần đơn khởi kiện hay không? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn để các bạn biết được cái việc thế nào là hướng dẫn rút một phần đơn khởi kiện nha. Ông A cho bà B vay tiền. Thì ông A cho bà B vay là 500 triệu với cái mức lãi suất là 5%. Thì khi mà ông A cho bà B vay như vậy thì 2 năm rồi, bà B bà không có trả tiền vay. Cái gốc là 500 triệu, cái lãi là 300 triệu. Thì ông A mới khởi kiện đến tòa. Ông A bảo rằng là: tòa ơi, chứng cứ tôi cho bà B vay có số tiền là gốc là như thế này nè, là 500 triệu nè. Tôi với bà B thỏa thuận là lãi suất là 5% trên một tháng, mà cho tới thời điểm này nè mà bà B bà không có trả cho tôi, tổng cộng là tôi tranh chấp số tiền là 800 triệu đồng. Khởi kiện vô tòa, tòa bảo: anh ơi, anh khởi kiện như vậy á, rằng mai mốt cái phần, nếu mà tòa phán quyết á, nếu cái phần mà anh không, cái phần mà lãi suất mà anh không được chấp nhận á, thì anh sẽ đóng án phí á nha. Sau khi được tòa án giải thích là nếu trong trường hợp cái gốc thì tòa chấp nhận, nhưng cái lãi thì phải tính theo lãi suất ngân hàng. Thì sau khi tính toán cân đối thì còn có là 50 triệu thôi. Thì ông A mới rút một phần đơn khởi kiện. Nguyên trước đây, tòa ơi, nguyên trước đây tôi khởi kiện B với tổng cái số tiền là 800 triệu đồng. Nay tôi chỉ yêu cầu là gốc cộng với lãi suất cơ bản thôi. Gốc là 500, lãi suất cơ bản là 50 triệu. Tổng hiện tại tôi rút một phần đơn khởi kiện. Cái số tiền 250 triệu mà sau khi là lên tòa được phân tích thì thấy rằng là cái phần này nếu như trong trường hợp mình vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện thì chúng ta sẽ bị đóng án phí trên phần này các bạn ha. Tôi sẽ đưa ra cho quý vị và các bạn thêm một cái ví dụ nữa. Ví dụ thứ hai, nguyên đơn khởi kiện hai bên tranh chấp một cái hợp đồng mua bán nhà và đất. Thì trong hợp đồng mua bán nhà và đất, tổng diện tích nhà và đất có 300 m². Nguyên đơn khởi kiện đến tòa: tòa ơi, phía bên người M này đã bán cho tôi đất rồi, nhưng mà cho tới thời điểm này vẫn chưa giao nhà vào đơn giao đất. Thì người phía bên M bảo rằng là thực sự rằng là tôi có bán, nhưng mà bây giờ vướng rinh cái trên đất có những cái ngôi mộ. Thì tổng cái thời điểm mà cái người N khởi kiện ở tòa án là yêu cầu nhà và đất tổng diện tích là 300 m² các bạn ạ. Tuy nhiên tòa án sau khi mà quá trình hòa giải không thành đã xuống đo vẽ định giá thì lại thấy cái phần một vài ngôi mộ đó nó tương ứng với khoảng 50 m². Thì tòa đã động viên phía bên nguyên đơn: thôi thì trước đây nguyên đơn đã khởi kiện bị đơn 300 m², bây giờ dính một vài ngôi mộ kỳ quá, thôi thì mình chỉ tranh chấp cái phần là 250 m². Và phía bên nguyên đơn đồng ý. Chứ bây giờ mình kiện luôn cả những cái phần ngôi mộ rồi mai mốt rồi lại phát sinh rồi tính án phí biết như thế nào. Đó quý vị và các bạn thấy không? Khi mình đi kiện thì mình ước tính tổng cái giá trị mà các bên tại thời điểm đó tranh chấp là 300 m². Tuy nhiên sau khi mà được hiểu ra được về mặt bản chất luật, chúng ta chỉ còn khởi kiện là 250 m² trừ đi cái phần ngôi mộ. Vậy là chúng ta không tranh chấp cái phần đó,
chúng ta chỉ tranh chấp cái phần nhà liên quan tới đất thôi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì cũng muốn hướng dẫn đến quý vị và các bạn, các anh chị đang khởi kiện ở tòa. Tuy nhiên rằng cái việc khởi kiện ở tòa, chúng ta phải ráng cố gắng đưa ra những thông điệp thật chắc, thật chuẩn để tránh trường hợp. Ví dụ như trong trường hợp thứ nhất tôi đã đưa ra, tổng cái giá trị chúng ta tranh chấp là 800 triệu. Nếu chúng ta không rút một phần đơn khởi kiện, chúng ta chỉ khởi kiện là 550, thì tòa án sau khi mà không hòa giải thành sẽ có phán quyết là chấp nhận một phần đơn khởi kiện. Như vậy cái thiệt hại về ta đó, cái phần 250 triệu không được tính, thì chúng ta sẽ chịu án phí trên cái phần này. Còn cái trường hợp thứ hai, nếu hai bên mà không rút một phần đơn khởi kiện, chỉ kiện là 250 m², thì sau này tòa án sẽ chịu, bắt chúng ta sẽ chịu án phí trên phần đó. Mà rõ ràng trên đất, trên nhà có ngôi mộ thì làm gì chúng ta làm được, đúng không? Cho nên tôi kính mong những ai xem video này là nguyên đơn thì họ sẽ được chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện sau khi chúng ta điều chỉnh lại cái phần, điều chỉnh lại một phần hoặc điều chỉnh lại đơn khởi kiện theo cái hướng phù hợp với diện tích thực tế. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong cái quá trình hành nghề mang với tính chất cá nhân thì chắc chắn thông điệp tôi trao đến có lẽ cũng có một chút xíu về luật nó cũng không được chuẩn. Nếu quý vị và các bạn là những luật sư đồng nghiệp, nếu quý vị và các bạn là các anh chị thẩm phán thì cũng cho chúng tôi những lời khuyên pháp lý để tránh cho những trường hợp phục vụ đến đối tượng chính là những người dân không am hiểu pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn.